Nhiều bạn thì trong lòng muốn được dùng ngay lập tức để cảm nhận xem có tốt có đẹp, như hàng ngàn người ngoài kia nói không, nhưng lại nơm nớp lo sợ, mua phải hàng giả, nguồn gốc không rõ ràng thì mất cả đời để chữa lành làn da. Và cũng có khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm kem dưỡng Embryolisse, để mua được hàng chính hãng, giá lại nghiêm yết. Trong video này, shop sẽ nói kỹ hơn về giá sản phẩm kem dưỡng Embryolisse để chị em không bị lừa mua phải hàng giả. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Chắc bạn cũng sẽ có thắc mắc tại sao kem dưỡng Embryolisse nếu tìm trên mạng lại có nhiều mức giá khác nhau? Một trong những lý do dễ biết nhất, đó là do trên mạng người ta bán đủ loại kem dưỡng Embryolisse khác nhau, từ hàng giả nhái đến hàng thật lẫn lộn. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay, cũng có một vài nơi bán với giá cao hơn gấp 2 lần so với hàng chính hãng. Tuy nhiên bạn cần lưu ý là không phải cứ mua kem dưỡng Embryolisse đắt tiền là mua đúng hàng thật đâu, vì có nhiều shop lớn họ vẫn trộn cả hàng thật lẫn lộn với hàng giả để kiếm lời hoặc có nhiều người không biết cách phân biệt hàng thật với hàng giả, nên cứ bán giá cao để đánh vào tâm lý người mua, là họ sợ mua phải hàng rẻ tiền là hàng giả, kém chất lượng. Chính vì vậy, để tránh mua phải hàng giả và đắt tiền, chị em có thể tham khảo giá chung trên thị trường hiện nay của em này, với một tuyết 30ml có giá khoảng 250.000 đến 280.000. Đây cũng là mức giá chung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn mà sử dụng nhé. kem dưỡng ẩm Emgiolit hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Emgiolit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.